Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 256 đồng token Equity. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 1 tỷ nha. Nó có 2.193 tài khoản holder. Đã phát sinh 6.702 lượt giao dịch. Ok. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net nha. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai những bước chân trên nút cao cho mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví Betamask hoặc ví Tron Relay của các bạn nha. Bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu BCB, số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào link viết gọn đây để nhận token. Rồi, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể nhấp vào đây để mua. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé. Như có ai là top, làm ai là top. Rồi, các bạn nhấp kết nối với ví của các bạn nhé. Ví ra là 0.000553 BND. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí cập nhật token mới nhất trên nền mạng Binance.net check-in. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch, các sàn giao dịch thì đến từ các bạn có thể vào đây đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để nhận được 268 đồng token Binance.net ký hiệu BCB. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.